Bây giờ đã là 10 giờ rồi và chúng ta sẽ bắt đầu. Ngày hôm nay vẫn là series livestream 8 tuần đến ngược. Chủ đề hôm nay là đọc hiểu để 3 tháng 2 đó. Và 3 bài hôm nay mình sẽ có một hint tội cho các bạn. Đó là 3 bài hôm nay thuộc dạng trung bình dễ. Và mình muốn các bạn làm đúng hết cả 3 bài này. Đó, sẽ có một bài thuần N3 và 2 bài N2. Nhưng cái bài đầu của N2 là cái bài chung, thực ra là chung của N3 và N2 đều làm được. Đó, internet. Rồi, vì nó rất là dễ cho nên mình muốn các bạn là cùng nhau làm đúng. Và cũng như vậy, tập một cái tinh thần khi đi thi đó là đi thi nó sẽ có khoảng nhá, tùy từng đấy từng năm, nhưng mà khoảng một nửa những bài trung bình dễ và một nửa những bài trung bình khá trở lên hoặc đến khó. Thì ít nhất những bài từ dễ trở xuống chúng ta hãy làm đúng hết đi, để chúng ta ăn ít nhất là 30 trên 60 điểm đọc hiểu đi, thì cái phần còn lại nó sẽ rất là đơn giản. Rồi, nào, đầu tiên sẽ một bài tăng bưng của N3. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Bài này là bài không hề khó về mặt ngữ pháp. Thậm chí, câu chuyện là chúng ta không hiểu, nhưng chúng ta vẫn phải nắm được bài này. Đối với các bạn N3 ấy, người ta hỏi là gì ạ? Đề kỷ lục cô tội. Việc nào là việc các anh có thể làm được ở trong cái lớp học cà phê này? Và chúng ta để ý 4 câu, nó là gì ạ? Đều là thể khả năng. À, có thể học được cách pha cà phê này, có thể mang cái gì đấy về này, có thể uống được cà phê này, có thể ăn được một cách rẻ, tức là có thể ăn với mức giá rẻ này, rồi có thể học cách pha cà phê này, đấy, người ta dạy cho mình này, mua với giá rẻ, hay là có thể so sánh được hương vị này kia. Vậy chúng ta chú ý đuôi các câu, xem những cái câu chuyện là được học, được ăn, được nói, được gói mang về ở đâu, đúng không? Thì nó là đây, nó là câu chuyện này. Người ta hỏi đây là câu hỏi. Thực ra không phải câu hỏi, đây là câu hỏi tu từ. Bạn có muốn đúng không? Bạn có muốn học cách pha những cốc cà phê thơm ngon và học cả những kiến thức liên quan cà phê với chúng tôi không? Đó. Và chúng tôi sẽ dạy bạn oxie khiêm nhường ngữ, o này cộng oxie này cộng với cả sư shimasu cũng được, hoặc là itashimasu thì càng khiêm nhường ngữ hơn. Chúng tôi sẽ dạy các bạn cái kỹ thuật pha cà phê của những người chuyên nghiệp pro, đúng không? Thì để ý ở đây mình vừa nói thôi, đúng không ạ? Cái chúng ta cần tìm là gì ạ? Đây là cái câu chuyện đây. Đây, những cái keyword chúng ta vừa nhìn thấy ở đây đấy. Đây, đúng không ạ? Dưới đây. Đây, một chiếc cài được đây. Một cái khai đây được đây còn gì nữa, đúng không ạ? Tức là cụ thể này, nó sẽ nằm ở đây. Từ đây đến đây này. Tức người ta bảo sao? Các anh, nhưng mà bài này nó bình thường nhé, người ta sẽ bảo nani nani gap de kiru, hoặc là nani nani gap manaberu nomeru, hay là tabeleru. Tuy nhiên thế thì dễ quá, thì ta dùng cái từ là gì? Otanoshimi kudasai. Các bạn hãy tận hưởng những cái đấy đi. Tức là gì ạ? Đây là những cái các bạn có thể làm được ở trong cái lớp học này, đúng không? Vậy chúng ta có thể tận hưởng cái gì trong lớp học này? Chúng ta phải làm gì trong lớp học này? Đó là thứ nhất này, 教室の最後にはご自分で入れたコーヒーと深田自慢のケーキをお楽しみください。 Các bạn có thể tận hưởng được, uống được chứ còn gì nữa, uống được cốc cà phê mà chính mình pha. Nhớ nhá, là một này. Thứ hai là gì ạ? Được ăn bánh kem mà chỉ mang là gì ạ? Chỉ mang bình thường, tự mãn ngạo mạn. Nhưng có một nghĩa nữa là gì ạ? Mà chúng tôi rất tự hào. Cái bánh mà chúng tôi rất tự hào tên là Fukada, tức là bánh này là bánh của cửa hàng họ làm ra, họ cho chúng ta ăn. Đó. Và thứ ba là gì ạ? Được mang hạt cà phê về. Omiyage ni là gì ạ? Mang làm quà đấy. Mang hạt, mang 100 gram cà phê làm quà khi đi về. Đó. Ở đây sinh ra câu chuyện các bạn sẽ phân vân này. Thế tóm lại em thấy phân vân bởi vì em thấy hai ông bảo được ăn bánh hay
Hình như với mức giá rẻ này. Rồi rồi là em thấy ba cũng có vẻ đúng. Là người ta dạy mình như là dạy cái gì, cách làm bánh hay là làm cà phê gì đấy. Đó. Các bạn nghĩ như vậy không ạ? Thì nếu các bạn nghĩ như vậy thì các bạn hãy bỏ cách làm đấy ngay từ ngày hôm nay vẫn còn kịp. Cái mà cái bảo là các bạn kiểu mơ màng mơ hồ đúng không? Như em thấy nó cũng nói cái này cũng nói cái kia. Không quan tâm. Mình không quan tâm mà nó nói cái gì. À không phải mình không quan tâm là nó hình như. Mà mình chỉ quan tâm cái duy nhất đó là căn cứ. Từng câu một, từng chữ một đều phải có căn cứ. Từng dấu chấm, dấu phẩy, từng từng cái trợ từ một cũng phải có căn cứ. Thế đây này. Thứ nhất, câu hai. Nó bảo được ăn với mức giá rẻ, có phải không ạ? Câu nào chỗ nào nó bảo được ăn với mức giá rẻ? Không có thì tuyệt đối không được bỏ bút vào chọn. Thực ra ấy, nó đây thực ra là cho ăn luôn này. Họ không lấy tiền. Họ không lấy tiền. Đấy, họ có bảo lấy tiền đâu mà với mức giá rẻ. Thế họ thu bằng cái gì? Tất cả đều nằm trọn trong phí tham gia 1.500 nghìn đấy. Và người ta không nói đây là rẻ đó. Có thể em cảm thấy là rẻ đúng không? Người ta bảo đắt sao? Không biết rẻ đó. Và đây là phí tham gia, chứ không phải phí để ăn cái bánh cây kia này. Ăn bánh cây kia này không mất phí. Nó bao hàm trong cả cái này rồi. Là cái thứ nhất, cái. Cái thứ hai là người ta thực ra người ta không dạy mình cách làm bánh. Mà đây người ta bảo là gì ạ? Hãy tận hưởng, nhiều bạn sẽ bảo tận hưởng là làm, không phải. Tận hưởng đây là ăn như gì nữa? Đó, tận hưởng là ăn là gì đó. Đó, nhiều bạn. Hoặc là các bạn mắc ở đâu ạ? Mắc ở cái chữ này. Ý đấy. Cái câu chuyện học, câu chuyện dạy nó nằm ở đây. Còn ở dưới là câu chuyện ăn uống. Đây, và có quà mang về. Ngoài ra có một cái nữa là ví dụ câu hai này nó cũng sai ở đây, không phải là pro, không phải là cà phê uống được cà phê mà chuyên gia hay là người chuyên nghiệp pha, mà mình tự pha chỉ bưng đấy. Đấy. Nghe chưa? Rồi, còn câu 4 thì nó sai hẳn rồi. Tức là có thể so sánh được hương vị của nhiều loại cà phê khác nhau và mua được hạt cà phê giá rẻ. Không nói. Đấy. Ok chưa? Có vẻ là các bạn dễ sai ở cái số 3 này. Nhá, các bạn cẩn thận nhé. Với này này, hãy tận hưởng. Ví dụ nhé, ở đây nếu mà để nói câu chuyện dạy thứ thì nó phải là gì nhỉ? Jibanoke kino manual tôi cảm thấy. Hãy tận hưởng cái phương pháp làm bánh chẳng hạn. Thì nó còn có thể là dạy, nhưng ở đây nó không nói phương pháp. Nó chỉ nói là cái cà phê với cả keiki thôi, thì nó chỉ là ăn uống thôi. Đó, đây là một loại lừa nhé các bạn nhé. Mặc dù là một dạng bài dễ, chúng ta cẩn thận một chút. Rồi. Đấy. Chúc mừng bạn Thủy Tiên, Hoàng Lâm, Thúy Nguyễn, bạn An Diễn Đặng, bạn Nguyễn Phụ Quý, Dương Huyền Trang, Mai Thị Lê và Thành Nam, hình như là thay đổi đúng không? Nhưng cuối cùng vẫn đúng, ngọc ít. Thế Bảo Long, Mai Cua, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Duy Thịnh, thì là đúng rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta đến một bài này. N3 và N2 đều làm được. Đây là bài của N2, nhưng N3 cũng làm được. Nhá. Đang là số 1 nhá, ok chưa? Rồi, xin mời các bạn. Quỳnh Hương, bạn Nguyễn Thanh Tâm, Trần Hiền, Bảo Long, Thanh Quý, Cổ Mặt Trời, Ngọc Trai, Mai Cung, Nguyễn Sĩ Định đều chọn hai. À, nào, bài này, ngay câu đầu tiên đặt ra câu hỏi. Quy tắc, tại sao lại có nhỉ? Tại sao được sinh ra nhỉ? Đúng không? Người ta hỏi là gì ạ? Những cái câu hỏi này là những câu hỏi mà
hoặc là chúng ta không có được keyword, hoặc nếu có keyword thì chỉ thể lấy được dưới này thôi, hoặc có thể nó rất là ít. Thì đây, nếu mà chúng set keyword ở dưới thì người ta bảo là, thứ nhất người ta bảo là những môn thể thao mà không có quy tắc, không có quy tắc, không có quy luật, không có quy thì cũng vẫn có giá trị. Tức là gì ạ? Ủng hộ việc không có quy tắc. Thứ hai là gì? Quy tắc là thứ để tận hưởng, để vui, vui chơi thể thao, để vui chơi thể thao. Số 3 là, tức là cái này ngược lại, lại rất là tích cực, lại rất là gì? Khẳng định đối với quy tắc. Số 3, những môn thể thao thì nên bắt đầu sau khi hiểu luật lệ, hiểu quy tắc. Tức là các anh hiểu quy tắc, hiểu luật lệ rồi hãy bắt đầu chơi. Số 4 này, thông qua thể thao thì sẽ hiểu được tầm quan trọng của luật lệ quy tắc. Đó. Thực ra thì chúng ta nhìn phát thì sẽ thấy là gì ạ? Bản chất nó sẽ nằm ở đây, nó nằm ở đây của này, đây đúng không? Chủ ngữ là gì ạ? Chủ ngữ chủ ngữ nó là do. Đây, nó nằm luôn ở đây. Chủ ngữ nó nằm luôn ở đây. Nhưng câu sau nó là chủ ngữ ẩn, không xuất hiện. Câu sau nó là chủ ngữ ẩn. Nó là thứ nào đây này? Đó. It is it. Thì trong đọc câu này chúng ta chọn được. Hoặc đọc thêm câu dưới nữa để nó chắc ăn. Nào, chúng ta dịch cả bài nhé. Có một việc tôi muốn xác nhận lại với mọi người trước, để hiểu về thể thao. Đó là gì ạ? Đó là điểm xuất phát của chúng ta. Xuất phát khi nào? Xuất phát để khi chúng ta hiểu về môn thể thao ấy. Đó là gì? Môn thể thao là một thứ để con người tận hưởng, enjoy, vui chơi. HD để nhấn mạnh những sự phủ định. Và bây giờ chúng mình có một cái câu quy dự, câu đố đấy các bạn. Đây là gì? Nếu không, nếu mà nói là nếu không thì mình đố các bạn làm gì? Mình đố các em là 4, đố các em là 5. Rồi, có bạn Đào Anh Vinh bảo liệt kê thì gần đúng, gần đúng. Nó kia này bảo ở đây nó bằng với cả nice. Sì, tức là trong một câu ấy, cái đề bài này ngoài nghĩa là giả định, nếu nó còn một nghĩa nữa bằng cả sì. Ví dụ như khá để bà khá cô yêu cử muốn nát kê để bà bên kia một đề kỳ này sì, tức là gì ạ? Khá để bà bên khá cô yêu cử này sì bên kia một đề kỳ này sì, đúng không? Bình thường hồi xưa bà là gì? Khá cô yêu cử muốn này sì bên kia một đề kỳ này sì sì, đúng không? Liệt kê không chỉ mà còn sì sì. Thì bây giờ thay thì cái sì đầu tiên ấy người ta chuyển thành bà, tức ở đây là gì ạ? Yo no naka ni nakete de bara nai mono demo nai shi phải ikiru tame ni doushitemo hitsuyou na mono demo arimasen demo nai shi shi shi. Đó, không phải là và cũng không phải là. Thế các bạn dịch đây là nếu à? Nếu nó không phải là cái gì và chẳng các bạn dịch thấy ảo không? Không phải đúng không? Chẳng qua là các bạn hiểu được cái mạch văn và các bạn nhìn thấy ở đây và các bạn sẽ đúng được. Chứ mình nghĩ là các bạn dịch sai, các bạn không hiểu câu này nó là gì cả. Đây là bài dễ. Bài khó hơn này một nấc rồi các bạn. Tìm luôn này, tìm luôn. Đó. Hiểu chưa? Nhớ nhá. Đây là si. Si đấy. Đấy, tức là ngữ pháp còn khá là chưa chắc chắn đâu. Đây, chủ ngữ. Và cái luật, những cái luật lệ đó ấy, không phải, hoàn toàn không phải, nhấn mạnh này, hoàn toàn không phải là những thứ, à xin lỗi, đây không phải là luật lệ, đây là thể thao nhé. Thể thao không phải là những thứ mà sao
bắt buộc phải có trong xã hội này. Đây là bắt buộc phải có này. Thằng này phải đâu? Năng kia bạn đang làm đây mà. Thể thao không phải là thứ bắt buộc phải có trong xã hội. Tôi không có thể thao chúng ta vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường, vẫn sống được bình thường đúng không? Và thể thao cũng không phải là thứ cần thiết thiết yếu để sống. Để sống. Đúng không? Và nó là một thứ gì ạ? Để chúng ta enjoy, chúng ta tận hưởng, chúng ta vui chơi. Đó. Và thế thì bây giờ nó là một thứ để vui rồi. Thì để vui làm sao? Người ta bảo là gì ạ? Phải cần có luật lệ quy tắc thì chúng ta mới vui được, mới tận hưởng thể thao được. Đó. Thế và thông thường thể thao ấy, thì họ sẽ ký sô mas đấy, ký sô bằng cái kêu sô sư lự, tức là cạnh tranh. Họ sẽ cạnh tranh thi đấu phân thắng bại dưới những luật lệ quy định. Và nếu việc này mà không vui thì không còn ý nghĩa gì thể thao nữa. Nào đối với việc này thì gì? Các bạn hiểu ý câu này không? Để chọn đáp án các bạn không cần đọc câu này, nhưng các bạn hiểu ý câu này không ạ? Việc này mà không vui tức là gì ạ? Cái việc cạnh tranh dưới luật lệ mà không vui nữa thì nó đừng có chơi nữa. Hay nói cách khác là gì ạ? Không có luật lệ thì nó sẽ không vui. Và thôi, đừng có chơi thể thao nữa. Ok, rồi. Đấy là một câu chuyện nói để các bạn hiểu ý của bài này. Còn bài này đơn giản thôi. Đúng không ạ? Cái chốt của chúng ta là một việc ở đây. Đây này. Thể thao là những thứ gì ạ? Để chúng ta vui đùa, vui chơi. Và để vui thì chúng ta cần những luật lệ, những quy định. Nó nằm đây. Nó nằm câu cuối cùng của đoạn này. Câu và đáp án là đáp án số 2 đúng không ạ? Thì thế này. Quy định, quy tắc, luật lệ là những thứ để chúng ta vui chơi thể thao. Những câu còn lại thì không nằm trong bài. Ok chưa? Rồi. Thẳng cái like giúp mình để mình với em bài này khó ạ. Với em bài này khó ạ. Thì nó có hai cái. Thứ nhất là nếu chúng ta không chúng ta thấy chỗ này khó dịch, không nào, chưa hiểu được cái ngữ pháp này là gì. Câu cuối cùng mình không hiểu cái cô nô cô tô là cái gì. Nhưng chúng ta nhìn thấy ở đây đúng không ạ? Nó đều đây, đọc câu này. Là chúng ta hiểu gì ạ? Là chủ đề chính của cái bài này. Nó là thứ sinh ra để làm gì? Đó. Là đường. Là đường. Có nghĩa chưa? Ok. Xin mời các bạn. Một câu nữa của lần 2. Chúng ta comment đáp án nào. Bạn Đào Anh Vinh, Su Su, Anh Y Trần, Trung Quân, Trần Quốc, Ngô Tiệp, Công Phúc, Nguyễn Thành Tâm để chọn 2. Ok, với bài này là một bài không khó. Nhưng thông qua bài này mình muốn đưa cho các bạn một cái cách làm khi gặp những bài này. Các bạn làm đề quá khứ hay các bạn làm qua trong sách đúng không ạ? Trong sách học hiểu chúng ta có thấy là gì ạ? Có rất nhiều bài nói về ví dụ không? Người ta hỏi cái đoạn trừu tượng ở trong bài và họ đưa ra những cái ví dụ. Với những bài này thì không có câu chuyện là thường nhá. Với bài này thì còn có một chút gì đấy là tìm keyword được. Nhưng thông thường với những bài tập tuê bài ấy, thì gần như là không tìm được keyword nào ở trong cuốn đáp bài. Thông thường là như thế nhá. Với những bài này chúng ta làm như nào? Với những bài tìm những ví dụ của một cái câu chuyện trong bài ấy, thì trong bài sẽ có một câu trừu tượng, ví dụ câu này. Thì công việc chúng ta ấy, là đi tìm một câu cụ thể, một cái ví dụ cụ thể của cái câu này trong bài, kiểu gì đó. Và cái câu ví dụ của cái câu trừu tượng này ấy, nó sẽ là câu đồng nghĩa với đáp án. Mọi người hiểu ý không ạ? Ví dụ như trong bài nó nói là những người hay cáu giận thì sẽ như thế nào, đúng không ạ? Xong ở dưới nó sẽ nói là những người có cảm xúc không được kiểm soát chẳng hạn. Xong ở dưới nó hỏi là những người có cảm xúc không được kiểm soát ví dụ là những ai đó,
thì chúng ta thì cái câu đáp án đấy nó sẽ đồng nghĩa với câu chuyện là những người cáu giận, là như là câu chuyện tổng phân hợp không, nó phân ra ở đây xong tổng hợp ở đây, và đáp án nó sẽ có một cái câu phân ra tiếp đó, thì đi tìm một cái câu ví dụ trong bài, nó là cái câu ví dụ của cái câu trừu tượng này. Thôi có hiểu tí nhở, cái ví dụ trong bài này đi, ví dụ trong bài này ở đây có từ identity, các bạn biết không, đặc tính đặc điểm của ai đó, không biết không sao. Người ta bảo là gì ạ, những người làm giáo dục ấy thì không cứ phải là giáo viên trong trường đấy, mà hoàn toàn có thể là gì ạ, trong những người làm đi làm công ty, những người nhân viên bình thường, hoàn toàn sẽ có rất nhiều người có những đặc tính của những người làm giáo dục. Thì dưới này là gì ạ, xong rồi đây người ta bắt đầu, người ta là gì ạ? ví dụ có đây, có rất nhiều người họ tập hợp những đứa trẻ trong con phố, họ mở những lớp dạy bóng đá này, có những người thì dạy những cái lớp kendo kiếm đạo, bình thường ban ngày họ đi làm công ty đúng không ạ, đêm về họ dạy kiếm đạo. Thì ý là gì ạ, những người này hoàn toàn có thể được coi là người làm giáo dục, ok chưa? Tiếp theo này, ở ngoài kia, ở trong xã hội này thì cũng có những người, có thể có những người nghĩ rằng đây nó sẽ đi kiếm những đồng tiền lẻ, kiếm tiền tiêu vặt thôi. Nhưng hầu như những người trong số này, hầu như những người làm giáo dục ở đây này, thì họ làm với cái suy nghĩ, với một cái tâm rằng là muốn truyền đạt những thứ quan trọng đến trẻ em. Is it? Thì hỏi là gì ạ? Thì những cái người đấy là những người gì? Đương nhiên nó sẽ là gì ạ? Là ví dụ câu số 2 này, tức đáp án sẽ là gì ạ? Những người dạy âm nhạc với mong muốn là muốn truyền đạt cái sự quan trọng âm nhạc đối với trẻ em. Thì đấy sẽ là đáp án. Các bạn hiểu ý không ạ? Đó. Với bài này thì đáp án nó rất là dễ. Đó là số 2. Còn đi thi thì nó sẽ câu này này, nó sẽ cụ thể hơn, chứ nó không bê nguyên này cho các bạn đâu. Đó. Thì để xem. Rồi. Thông qua bài này thì mình chỉ muốn nhấn mạnh là khi mà chúng ta ghé mắt, chúng ta đi tìm một cái ví dụ nào đấy của cái câu trừu tượng ấy, thì thử xem trong bài còn những ví dụ của cái thằng trừu tượng này không. Thì để xem. Rồi. Câu danh ngôn ngày hôm nay đã học thì thực ra là chúng ta chữa nhau được 2-3 bài. Chủ yếu cái câu chuyện chúng ta nâng được năng lực và nâng được điểm số trước kỳ thi hay không ấy, nó sẽ nằm ở câu chuyện những tiếng còn lại, 3-4 tiếng học còn lại trong ngày các bạn, cho nên là mình không thể đi theo các bạn cả ngày được, chỉ có những cái lời chúc, những lời danh ngôn gửi đến các bạn để các bạn cố gắng hơn. 一番苦しい時が一番成長する時、乗り越えた先には新しい自分が待っていますと。Lúc khó khăn nhất chính là lúc ta trưởng thành nhất, đúng không ạ? Ở nơi mà có thể vượt qua thì sẽ có con người mới chúng ta đang đợi. Câu này chúng ta đừng nhìn dịch, nhìn tiếng Nhật nó thấm hơn, nhìn tiếng Nhật nó thấm hơn, ok chưa? Rồi, ok, otsukare sama deshita. Cho mình một like nha các bạn nhá, và hy vọng là chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào những buổi live stream về các chủ đề từ ngữ pháp chán của Dũng Mô Linh. Và hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tuần sau. Ở Skype Samurai Shop. Chào mặt tạm, chị Kai Nhi. Quang sống sống.